Mới đây các nhà khoa học đã ghi lại được một khoảnh khắc ấn tượng Cuộc đối đầu giữa rùa biển và cá mập hổ Hay còn gọi là cá mập báo Với chiều dài 4 mét nặng gần 900 cân Cá mập hổ gần như chắc chắn sẽ cắn nát chú rùa biển tội nghiệp Trên video có thể thấy rùa biển chỉ có thể nổi lênh đênh trên mặt nước Nhưng cứ khi nào cá mập há to mồm la vào định cắn đôi con rùa Thì đều bị rùa lảng tránh Phòng thủ vô cùng xuất sắc Bằng cách đưa tấm lưng vào mõm con cá mập Điều này vừa tăng diện tích lại khiến cá mập mỗi khi ngậm mồm, con rùa sẽ được đẩy ra. Đây có lẽ là cách những con rùa có thể tồn tại hàng triệu năm. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, rùa đã cắn nhẹ vào đuôi của cá mập, khiến nó đau đớn và phải chạy bỏ đi. Thế mới thấy, bình tĩnh và quyết đoán, nghịch cảnh nào cũng có thể khắc chế.